Bộ Giáo dục Đào tạo lên tiếng vụ trừ điểm thi đua của giáo viên mắc Covid-19. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Liên quan đến việc trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Điển trừ điểm thi đua giáo viên vì nghỉ Covid-19, đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng việc thi đua khen thưởng cần phải mang tính động viên, khích lệ, nhất là khi giáo viên đã phải nỗ lực suốt một thời gian qua. Về sự việc trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội trừ điểm thi đua của một số giáo viên là F0 nên không thể đến trường dạy học trực tiếp, ông Trịnh Xuân Hiếu, vụ trưởng vụ thi đua khen thưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho hay, làm công tác thi đua mà không linh hoạt điều chỉnh theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể là cứng nhắc, máy móc. Theo ông Hiếu, về nguyên tắc, công tác thi đua khen thưởng phải mang tính động viên, khích lệ, nhất là trong giai đoạn khó khăn, khi các giáo viên phải chịu nhiều vất vả, thiệt thòi vì dịch bệnh Covid-19. Tôi được biết, nhà trường đã nhận ra cách đánh giá thi đua như vậy là cứng nhắc, không phù hợp và sẽ có sự điều chỉnh. Mong rằng các nhà trường trên cả nước khi tổ chức đánh giá thi đua sẽ bám sát vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế, lấy tinh thần động viên, khích lệ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục làm tiêu chí hàng đầu. Làm sao để công tác thi đua tạo ra được động lực thiết thực, khuyến khích các thầy cô giáo tích cực cống hiến hơn nữa, nhất là trong thời điểm toàn ngành giáo dục đang nỗ lực để vừa thích ứng an toàn trong dạy và học, vừa đảm bảo mục tiêu chất lượng giáo dục như hiện nay, ông Hiếu nói. Trước đó, như Vietnamnet đã đưa tin, các giáo viên của trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã vô cùng bất bình khi nhận được thông tin từ nhà trường, trường tính trừ điểm thi đua trong những ngày họ phải nghỉ để chống chọi với Covid-19.